Xin chào các bạn. Bữa nay chúng ta sẽ phân tích cái đề thi vào lớp 10 tiếng Anh năm 2024-2025 của tỉnh Vĩnh Phúc. Thì chúng ta sẽ làm bài cái mã đề là 259 nha các bạn. Chúng ta sẽ có là 40 câu hơn các bạn theo tiêu chuẩn. Ta làm trong 60 phút. Thì các bạn nhìn vô phần số 1 nha các bạn. Thì câu số 1, số 2 này đó thì người ta yêu cầu chúng ta là kiếm một cái từ mà nó có phát âm khác không các bạn. Thì câu số 1 câu A chúng ta là turned, âm đờ, chúng ta nhớ nó có 3 cách phát âm nha. Thứ nhất là âm ịt, ha, âm ịt. Thứ hai là âm ch, âm tờ nha các bạn, âm câm ha. Và thứ ba là âm đờ. Các bạn có thể tra cái video bên dưới của mình về phần ngữ pháp A1, A2 các bạn. Câu B gọi là hept, âm tờ nha các bạn ha, tại vì âm cuối của nó là âm câm. Và câu C các bạn là enjoy được âm đờ ha các bạn. Study thì cũng là âm đờ, cho vậy các bạn phải chọn B ha. Thì cái người thì cái học sinh này chọn B là đúng rồi nha các bạn. Câu số 2 các bạn. Cái tên gọi là âm A, faced, face nha các bạn. Safe cũng là âm A ha. Band âm A các bạn. Make là âm A ha. Và thì chỗ này C là đúng rồi các bạn. Chúng ta nhìn cho câu số 3 nha các bạn. Với số 3, số 4 thì ở phần này người ta yêu cầu chúng ta chọn một cái âm nhấn nó khác nữa các bạn. Có 3 tên là strengthen, strengthen âm 1 các bạn. Succeed âm 2 các bạn. Mà nhớ là cuối câu chúng ta đọc ngang nha. Attract cũng là cuối câu đọc ngang. Destroy cũng là cuối câu đọc ngang. Cho vậy các bạn phải chọn câu A là đúng nha. Câu số 4 các bạn. Scientist nhấn âm 1 các bạn. Scientist âm 1 ha. Family, family cũng là âm 1 các bạn. Cinema cũng là âm 1 ha. Position âm 2 các bạn, như vậy gọi cũng đi là đúng à. Chúng ta nhìn cái phần tiếp theo không các bạn. Câu số 5 các bạn. He said a popular comedy. Tức là ở đây chúng ta cứ said that, tức là anh ta quá, anh ta là một cái diễn viên hài quá là được quá nổi tiếng đó, được yêu thích đến nỗi mà đám đông đó không bận tâm. Pay an entrance. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là entrance là cái vào ha. Cái gì đó vào cửa, thì chúng ta sẽ cái từ fare ở đây là cái phí, nhưng mà cái phí đi tàu đi xe nha các bạn không dùng được. Price là cái giá, và chỉ còn ticket và fee thôi, chúng ta nhớ là entrance fee nha các bạn ha. Entrance fee là cái phí vào cửa các bạn. Còn cái ticket á, chúng ta không có dùng là entrance ticket nha các bạn. Cái ticket là cái để cho chúng ta thấy, để cho biết là chúng ta trả tiền nha các bạn. Để chúng, tức là cái ticket là một cái vé hoặc là một cái tờ giấy để xác nhận là mình đã trả tiền cho một cái thứ gì đó. Câu số 6 các bạn. Mr. John has cleaned. Cái này hỏi về cái question task thôi, câu hỏi đuôi thôi. Thì Mr. John là người, bây giờ chúng ta là nam, chúng ta là he ha. Chúng ta nhớ là ở đây đó là positive thì bên đây phải là negative không các bạn. Ở đây nó là present tức là past perfect ha. Và thì chỗ này past perfect này phải chờ động từ là has này các bạn. Một phủ định của nó là hasn't he ha. Như vậy các bạn phải chọn là đi ha. Thì nhìn chung là cái người thí sinh này là làm cũng từ trên nãy giờ là chúng ta làm đúng rồi ha. Câu số 7 các bạn. This guy, tức là cái người này đã sẽ giúp những cái người học đó các bạn. The difficult exam các bạn, tức là cái kỳ thi khó, tức là ý nói là cái kỳ thi khó của họ với điểm cao những bạn flying colors. Vậy thì cái chỗ này chúng ta thấy rằng là get through là vượt qua các bạn, get along đi cùng, ask out là chúng ta yêu cầu, go up đi lên các bạn, chọn quay là hợp lý hơn các bạn ha. Câu số 8 các bạn. Janet often play. Rồi khi các bạn nói về cái dùng mạo từ đó các bạn, khi các bạn nói về các môn học nó không dùng ha, không dùng mạo từ. Ví dụ nó là math xem các bạn hay là literature vân vân. Nhưng mà khi mà các bạn dùng với lại cái dụng cụ âm nhạc các bạn phải có the nha các bạn. Như vậy cái chỗ này trong trận C, C là đúng rồi các bạn. Chúng ta nhìn cái câu số 9 các bạn. Peter and Dan đang nói về cái vấn đề bảo vệ môi trường. Peter nó nói là sao các bạn? We should limit the use of plastic bags. Chúng ta nên giới hạn cái việc sử dụng cái túi ni lông các bạn. Dan nó trả lời là we can use paper box instead. Chúng ta có thể dùng cái túi giấy thay vào đó. Tức là nó đồng ý với cái thằng Peter ha. Và chúng ta xem cái câu A tôi chọn là you're wrong là sai ha. Tôi không hoàn toàn đồng ý cái này sai các bạn. Thì câu C đó, tôi hoàn toàn đồng ý cái này đúng nha các bạn ha. Tại vì cái câu này nó đồng ý mà. It's not true là không, không. Tức là câu này là không, cái điều đó không đúng và là sai nha các bạn. Câu số 10 ha. The new car, cái xe mới đó, cái xe hơi mới mà cha tôi đã mua ngày hôm qua thì rất là, chúng ta thấy ở đây đó, cái từ
động từ là to be hả các bạn, tức là một cái linking verb. Và thì phía sau đó chúng ta sẽ phải dùng một cái adjective nha các bạn. Và chúng ta thấy rằng là ở đây đó, ta thấy ở đây chỉ có to be là adjective nha các bạn. Ở đây là adverb đây, các bạn thấy không? Ở đây là economy là noun rồi hả các bạn. Ở đây là động từ ha. Economical là tiết kiệm đó các bạn. Câu 11 hả các bạn. Newton Grammar School, cái gì đó, in Vĩnh Phúc. Ta thấy ở đây có một cái thời điểm xác định đó, năm 2022 là cái chuyện nó xảy ra và kết thúc rồi, chúng ta biết thời điểm nha các bạn. Tức là nó kết thúc vào lúc 0 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2022 các bạn. Và thì đây đó, chúng ta ở đây ta không dùng được be nữa các bạn. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là, và cái từ establish là thành lập, vậy cái trường nó không thể nào mà nó thành lập được mà nó phải tự nó được thành lập á. Vậy thì ở đây các bạn phải chọn câu A lập lý không? Ta nhớ có cấu trúc passive là chúng ta có chủ ngữ các bạn cùng với be, rồi chúng ta cộng với lại verb ID, verb 3 tức là past participle. Ha? Mà chúng ta nhớ cái be thì chúng ta phải chia theo thì nha các bạn. Ở đây là cái chuyện nó đã xảy ra và kết thúc tại một thời điểm xác định. Chúng ta phải dùng là past simple. Do vậy mà chủ ngữ đây là số ít, do vậy các bạn phải chọn là was. Để các bạn thêm verb ID, verb 3 vào. Do vậy mà câu A là hợp lý. Câu 12 các bạn. He willingly agree, thì chúng ta nhớ sau cái động từ agree đó, nó sẽ quy định là các bạn phải cộng là to do something nha các bạn ha. Vậy thì các bạn phải chọn là be ha. Ta nhớ là nếu mà các bạn muốn dùng một động từ đó khác theo sau một cái động từ, tức là theo sau một cái động từ khác á, thì chúng ta phải nhớ là các bạn thêm verb ing hoặc là to verb nha. Thì tùy theo cái động từ trước nó quy định thôi. Các bạn thấy cái động từ enjoy là các bạn thường hay gặp ha, thì các bạn phải theo sau nó là doing nha các bạn. Các bạn tức là chúng ta phải dùng verb ing. Câu 13 các bạn. The blue house, cái ngôi nhà màu xanh đó. Rồi đấy chúng ta thấy có chút chút hơn nữa các bạn, so sánh hơn. Vậy thì các bạn phải chọn câu A là hợp lý ha. Larger larger than the green one đó. Nếu mà tính từ dài thì chúng ta phải thêm more nha các bạn đó. Ví dụ câu nói là more beautiful đó. More, ba âm mà các bạn, beautiful, more beautiful than đó. Các bạn nhìn như câu 14 các bạn. When I came to the wedding, everyone gì đó. Thì đây cái chỗ này chúng ta thấy có là cái chỗ này là quá khứ không các bạn. Vậy thì ở đây là hiện tại nó cũng không dùng được nè. Cái từ là present perfect chúng ta không dùng được không các bạn. Rồi các bạn để ý nhé, khi mà tôi đến bữa tiệc thì mọi người, nếu mà các bạn chọn câu B là mọi người đang nhảy một cách hạnh phúc. Khi mà tôi đến bữa tiệc mọi người nhảy một cách hạnh phúc, vậy thì ở đây chúng ta phải chọn câu B là hợp lý không. Tức là chúng ta muốn diễn tả một hoạt động dài đang xảy ra thì bị một cách động khác ngắn hơn cách ngang các bạn. Nếu mà các bạn chọn câu C đó thì có nghĩa là khi mà tôi đến thì mọi người bắt đầu nhảy một cách hạnh phúc các bạn. Thì về cơ bản đó, thì cái nghĩa nó cũng không có sai các bạn ha. Nhưng mà thông thường đó thì mình thấy rằng là rất là nhiều các cái đề đó là đều cho hai cái này và muốn hỏi học sinh là chọn cái này các bạn ha. Nhưng mà đó về cái ngữ cảnh đó thì nó không có rõ ràng, do vậy mà nếu mà các bạn cái câu C nó mà ở ngoài các bạn nói nó vẫn đúng các bạn. Câu 15. Chọn một cái từ đồng nghĩa các bạn, lost in meaning. Câu 15 các bạn. Cycling would be practical approach. Approach đó là nó bằng với lại từ method hay là cái cách ta làm cái gì đó không? Không? Là một cái phương cách hay là cái cách hay là một cái phương pháp thực tiễn đối với cái vấn đề mà ô nhiễm không khí ở trong cái thành phố này. Và có solution là giải pháp, review là chúng ta nhận xét một cái gì đó, conclusion là kết luận, debate là tranh luận. Vậy thì các bạn phải chọn câu A là hợp lý hơn các bạn, solution giải pháp. Chúng ta nhìn đến câu 16 các bạn. It's quite really difficult for him to determine. Tức là chúng ta cái từ determine này nó có nghĩa rằng là quyết định đó các bạn. Ha? Quyết định rằng là anh ta liệu có tham gia cuộc đua hay không. Vậy thì đây chúng ta sẽ thấy rằng là believe là tin này các bạn. Manage là mình xoay sở hay là quản lý. Examine tức là chúng ta kiểm tra kỹ lưỡng. Decide là đi. Ha? Các bạn decide nên các bạn chọn đi các bạn. Ha? Tức là quyết định này các bạn. Rồi chúng ta nhìn vào phần tiếp theo nha các bạn. Từ phần này đó người ta yêu cầu chúng ta là phải kiếm một cái từ mà trái nghĩa hơn các bạn. Opposite mà. Câu 17 các bạn. Xin lỗi cái đề nó hơi mờ các bạn. The compliments cái lời khen mà người ta nhận được đó sau cái buổi thuyết trình đó, push tức là thúc đẩy các bạn ha. Đẩy cái sự gì đó, self esteem giống như cái sự tự tin của ta gì đó các bạn. Chúng ta nhìn cho cái phần các cái từ phía sau các bạn. Improve là cải thiện, reduce là giảm, enhance là làm cái gì đó cho nó nổi bật lên, increase là tăng. Để cái ở đây chúng ta trừ trái nghĩa là các bạn phải chọn là copy các bạn, giảm trái nghĩa mà các bạn.
Câu 18 các bạn. The weather was perfect, tức là cái thời tiết đó là hoàn hảo. Vì thế mà chúng tôi đã có một cái chuyến bay nhẹ nhàng, smoothly nhẹ nhàng, nó không có điều gì xảy ra các bạn. Mà không có bất kỳ vấn đề gì. Stable là ổn định, gentle là nhẹ nhàng. Rough ở đây tức là khi chúng ta nói về cái rough, tức là nó gồ ghề, tức là nó không có yên lặng nữa các bạn. Ví dụ chúng ta rough sea là biển động á. Long là dài, chúng ta phải chọn câu sea là hợp lý nha các bạn ha. Chúng ta chỉnh với câu 19 các bạn. Ở phần này người ta yêu cầu chúng ta chọn một cái từ, cái lỗi sai nha các bạn, để chúng ta có thể sửa. Câu 19 các bạn. The architecture tức là cái kiến trúc của cái tòa nhà cũ đó thì nó rất khác, thì đọc thấy cái từ which là sai các bạn. Tôi chọn đi ha. Tại vì different different from nha các bạn ha. Khác biệt so với lại cái của cái những cái tòa nhà chọc trời hiện đại. Câu 20 các bạn. Giống như những cái môn học khác ở trường, physics have, từ đến tới cái từ have đây là sai nha các bạn, phải chọn C ha. Và chỉ cái chỗ này tại vì cái từ physics ở đây nó mặc dù nó có S nhưng nó là môn học nha các bạn, thì luôn luôn các bạn phải chia nó suốt ha. Thì cái này các bạn thêm S cho have nha. Câu 21 các bạn. Tôi đã quyết định mang cái camera to Mac. Mac là sai nha các bạn ha. Tại vì chúng ta có là chụp hình mà chụp hình đúng là Mac là làm ha. Thì vậy các bạn phải chọn đi ha. Chỗ này các bạn phải đổi thành là take nha các bạn ha. Take photo, chụp hình. Chúng ta nhìn thấy câu 22, 23. Từ phần này đó, người ta yêu cầu chúng ta là chọn một cái từ, chọn một cái câu mà nó gần nghĩa nhất với câu người ta cho các bạn. Cái câu người ta cho là How are you studying for your exam? My mom asked, tức là mẹ tôi hỏi rằng là thi cử con sao rồi. Và thì chúng ta nhớ là cái câu này là câu tường thuật nha các bạn. Thì câu trong tường thuật chúng ta phải hạ xuống một thì nha. Cái chỗ này nó là present continuous thì các bạn phải đổi thành là past continuous nha các bạn. Chỗ này các bạn phải đổi là past continuous. Rồi, ở đây đó, cái từ này ta để ý nha. Cái đại từ đó phải đổi nha các bạn. Rồi, my mom asked me ha. My mom asked me. How am I? Cái này sai nha các bạn ha. Sai nha. Ta nhớ là chúng ta khi mà có cái trợ động từ đó các bạn phải đảo lại ngược lại nha các bạn. Tức là trợ động từ nó phải đứng sau chủ ngữ. Tại câu này câu trả lời mà các bạn. Câu B. Mẹ tôi hỏi tôi là làm sao mà tôi đang học cái kỳ thi ha các bạn ha. Tôi đang học, tức là mình học cho kỳ thi của mình sao rồi. Câu này hợp lý cho các bạn. Các bạn thấy người ta đổi là đại từ nè, đổi luôn, đảo lại cái trợ động từ này các bạn và thay luôn cái thì này các bạn ha. Thì câu B này là hợp lý nha các bạn. Câu C các bạn, cái chỗ này sai về thì nha các bạn. Cái này là present symbol thì các bạn phải đổi thành là past symbol ha. Câu D hơn các bạn, câu D là người ta chưa có đảo nè các bạn ha. Sai nha các bạn. Tức là chúng ta phải đảo giữa cái chủ ngữ và trợ động từ nha. Còn nếu như là các cái trợ động từ như là trợ động từ là do's nè các bạn, does nè các bạn và did nè, chúng ta bỏ đi nha. Câu 23. Lần cuối mà tôi viếng thăm cái bảo tàng là cách đây 3 năm. Thì khi mà chúng ta nói như vậy, thông thường khi mà viết lại cái chỗ này đó các bạn, tức là chúng ta phải dùng cái present perfect nha. Thì chúng ta nhớ công thức của present perfect nó có chủ ngữ nè, cộng với has hay là have. Nếu mà phủ định thì các bạn thêm not vào. Để các bạn cộng với lại verb ed, verb 3 ha. Mới xem ạ. Lần cuối viếng thăm là cách đây 3 năm. Vậy thì tôi, họ đã không viếng thăm các bạn trong 3 năm. Câu này hợp lý nha các bạn. Câu B là họ đã viếng thăm, cái này sai nha. Câu C là họ đã thăm cái viện bảo tàng trong 3 năm, cái này sai nha các bạn. Khi mà các bạn dùng cái past symbol đó với cái chuyện này đó, là chúng ta nói đến cái chuyện trong quá khứ là mình đã đi thăm nó 3 năm rồi, bây giờ không còn nữa. Có chứ không phải là lần cuối mình thăm là cách đây 3 năm nha các bạn. Hai cái nghĩa nó khác nhau. Rồi câu này nó cũng vậy thôi, nó sai về thì ha. Và thì chỗ này các bạn chọn A là hợp lý. Rồi chúng ta nhìn vào phần tiếp theo các bạn. Thì ở phần này đó, người ta cũng yêu cầu chúng ta là chọn một cái câu mà nó kết hợp tốt nhất hơn các bạn với cái câu người ta cho. My brother is not old enough, tức là em trai của tôi thì nó không có đủ tuổi. Anh ta không thể lấy thi một cái bằng kiểm tra các bạn. Chúng ta không thể lấy được một cái bài kiểm tra lái xe, tức là không thể thi được cái bằng lái xe đó. Rồi chúng ta xem các bạn. Vậy chúng ta thấy nó có một cái nguyên nhân về kết quả hả các bạn. Rồi cái này xem câu A các bạn. Nếu mà anh tôi, em trai tôi đã được tuổi, cái này sai nha các bạn. Tại vì cái chỗ này đó, nó là hiện tại mà. Mà ở đây đó, người ta dùng là cái if loại 2, if loại 3 các bạn. Tức là chúng ta nói đến một cái chuyện nó không có thật ở trong quá khứ, cái này là past. Thì cái chỗ đó là sai. Miễn là em trai tôi đủ tuổi thì anh ta có thể thi bằng lái xe. Cái câu này nói về một cái chuyện nó có khả năng xảy ra hiện tại hoặc tương lai, cái này sai nha các bạn. Cái chuyện này nó không thể xảy ra mà các bạn, nó chưa đủ tuổi mà. Câu C các bạn. Nếu mà em trai tôi đủ tuổi thì cái này đúng nha các bạn ha. Ở đây chúng ta dùng if loại 2 nha các bạn ha. Các bạn thấy không? If loại 2
là chúng ta muốn đến một cái chuyện nó không có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai hay các bạn. Thì chúng ta nhớ là trong cái if loại 2 đó, thì trong cái mệnh đề if là các bạn phải dùng bad symbol nha các bạn, bad symbol. Nhưng mà chúng ta nhớ là was thì có đổi thành là were nha, ta không có dùng was nha các bạn, đặc biệt là trong văn viết. Còn trong cái mệnh đề chính đó, thì chúng ta sẽ dùng là would hoặc là could, rồi các bạn cộng với lại optional các bạn, hay là be infinitive. Thì các bạn thấy ở đây nè, bad symbol nè các bạn ha, could nè cộng với be infinitive nè. Câu C chúng ta chọn là đúng nha. Câu D các bạn, giá như mà anh trai tôi đủ tuổi ha, để mà lấy cái này sai nha các bạn ha. Cái từ if only nó là mình giá như hơn các bạn. Các bạn nhớ câu 25 không các bạn? Judy worked very hard. Tức là Judy nó học rất là chăm. Cô ta không có nhận được một cái việc tăng lương. Và thì bây giờ chúng ta thấy rằng là hai cái vấn đề nó khác nhau, làm việc chăm nhưng mà không được tăng lương hơn các bạn. Và thì bây giờ chúng ta thấy cái câu nào? Despise là sai nha các bạn. Tại vì cái từ despise nó cũng bằng với từ on đầu thôi. Ta nhớ là từ despise hay là inspire of. Hai cái này là giới từ nha các bạn. Và do vậy nó phải đi đến một phrase, tức là nó đi một cụm từ nha. Nó không có chủ ngữ và không có động từ. Nhưng mà cái chỗ này lại có chủ ngữ các bạn và động từ ha. Do vậy mà cái câu A này là sai nha các bạn. Câu B ha, mặc dù Judy work very hard, tức là mặc dù Judy nó làm việc chăm chỉ, cô ta không nhận được cái này đúng nha các bạn ha. Tạm thấy từ on đầu nè, nó đi với chủ ngữ nè các bạn. On đầu đi với một clause nha các bạn, chủ ngữ nè, động từ. Câu C, cô ta làm việc rất chăm để mà, số đát là để nha các bạn ha. Cái này sai về nghĩa. Cái này sai với bạn. Cái từ su với từ đát này nó không có đi chung với nhau các bạn ha. Rồi các bạn nếu mà viết cái mệnh so đi với đát nha các bạn ha. So đi với đát. Rồi cái này đó cũng sai về nghĩa rồi các bạn ha. So đát tức là làm việc quá chăm đến nỗi cô ta nhận được cái cửa tăng lương, cái này cũng sai về nghĩa rồi. Đồng ta nhìn vào phần tiếp theo các bạn, câu 26 hơn các bạn. Mình xin lỗi cái đề nó hơi mờ ha. Câu 26 các bạn. A future employer, tính những cái người mà chủ trong tương lai đó, muốn biết là về cái kinh nghiệm của họ. Về cái kinh nghiệm làm việc của họ các bạn. Rồi chúng ta thấy rằng là cái kinh nghiệm làm việc ở đây đó, nó là vật hơn các bạn. Ta đi cái chỗ này. Đây các bạn ha. Kinh nghiệm làm việc của họ, cái này là vật hơn các bạn. Và do vậy đó, cái chỗ này dùng creative từ now sang các bạn, thì chúng ta phải dùng từ which nha. Mà ha. Thì các bạn chọn copy lập lý. Who chúng ta dùng cho người ha. Where chúng ta dùng cho nơi thời gian các bạn. Và where dùng cho nơi trốn. Câu 7 các bạn. And young people get the chance. Và những cái người trẻ đó là có cơ hội để mà cân nhắc. Rồi chúng ta thấy cái từ possibilities này rất là số nhiều ha. Đếm được. Vậy thì đây chúng ta chỉ có từ ít là dùng cho danh từ số ít, danh từ số ít đếm được nha các bạn. Nhưng mà nó là số ít, từ one cũng vậy ha. Và thì phải chọn là C nha các bạn. Từ năn là nó không có các bạn. Nó mà nó câu bỏ cho câu này nó không hợp lý ha. Tức là cân nhắc nhiều cơ hội. Câu 28 nha các bạn. Cái gì đó in addition, tức là ngoài ra đó, họ sẽ nhận thấy rằng là cái những cái lời khuyên mời người nghiệp này đó, đặc biệt là nó giúp nha, là đặc biệt là có ích các bạn nha. Suy nghĩ về những cái nhưng về những cái sự chọn lựa khác nhau các bạn. They will have to gì đó, họ sẽ phải choi xem các bạn, ở đây mới có từ choi ha. Vậy thì nó sẽ phải chọn là build là xây dựng, là fill là làm đầy, do là làm, và nó mắc nha các bạn, mắc là choice ha. Rồi các bạn nhìn câu 29 các bạn. Work experience tức là cái kinh nghiệm làm việc đó thường có liên quan tới những cái tình huống mà nó không có thoải mái. Rồi các bạn xem cái từ những cái người mà trong những cái tình huống như vậy đó là có thể học được cái cách ứng làm sao cư xử một cách thích hợp đó, ở trước khách hàng. Rồi các bạn xem cái câu 29 này nó xem như thế nào các bạn. Từ no là cũng không, nó không dùng được nha các bạn. Từ no là cũng không. But là nhưng. Xin là vì thế các bạn. Or là hoặc. Vậy thì các bạn phải chọn từ but là hợp lý hơn các bạn. 29 các bạn chọn but nhưng ha. Không thoải mái, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có được học được cái kinh nghiệm làm việc ha. Câu 28 các bạn. 28, 29 rồi bạn. 30 ha. Câu cuối cùng. Rồi các bạn thấy cái chỗ này chúng ta phải đọc cái câu này mới hiểu được các bạn. Đây các bạn. Chữ nó hơi mờ các bạn. Or a job hoặc là một công việc mà có lẽ
là nó less, các bạn, less technical hơn các bạn, nó ít có tính kỹ thuật hơn, nhưng mà nó cũng làm sao đó, để mà chọn cái từ là hợp lý thôi các bạn. Ví dụ như là cái người bác sĩ nè, hoặc là giáo viên nè, vậy thì đây chúng ta phải chọn là demanding, là tức là cái công việc nó có nhiều thử thách nha các bạn, tức là nó mang đến cho mình nhiều thử thách. Understand là thấu hiểu, confusion là bối rối, commanding là cái người nó có tính chất mà mình đòi hỏi ra, gây ra, đưa ra mệnh lệnh đó các bạn. Vậy thì các bạn phải chọn demanding là hợp lý không? Tức là cái công việc nó có nhiều thử thách đó các bạn thì gọi là demanding, tức là đòi hỏi chúng ta phải có nhiều nỗ lực để chúng ta có thể hoàn thành cái điều đó. Thì nhìn chung là từ nãy giờ mình thấy là cái người thí sinh này làm cũng khá là ổn nha các bạn ha, cũng rất là vững về kiến thức. Chúng ta thấy rằng là, thì mình nghĩ là cái thí sinh này có thể đạt được cái điểm cao ở trong cái bài này. Chúng ta nhìn vào phần bài đọc hơn các bạn. Thì đối với phần bài đọc đó, thì chúng ta nên đọc cái câu hỏi ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ trích xuất cái thông tin từ trong cái bài. Rồi chúng ta nhìn câu 31 các bạn. Which would the best title for the passage? Tức là cái nào theo sau đó, cái nào nó sẽ là cái tiêu đề tốt nhất cho câu đoạn văn. Một cái nhà hàng cho sự thay đổi. Vì thay đổi, vì sự thay đổi các bạn. For a change. Một cái chương trình mà thực tập sinh các bạn. Internship. Một cái... tức là changing, nó thay đổi cái cuộc sống của con người các bạn, hoặc là một cái công thức bất thường, hay là một công thức kỳ lạ. Để các bạn đọc cái đoạn đầu xem ta có ý tưởng dân nó không, chúng ta sẽ bỏ qua các bạn. James Oliver, tức là ông James Oliver này, ông muốn thay đổi cái cuộc sống của mọi người và anh ta sử dụng cái thức ăn để làm điều đó. Oliver đó là một cái người đầu bếp, a chef nha các bạn. Is well known đó các bạn, là nổi tiếng đó vì cái việc mà chia sẻ những cái bí mật của ông ta về cái việc nấu ăn đó, về cái việc nấu những thức ăn lành mạnh các bạn, thông qua cái tạp chí nè, sách nấu ăn nè, và các cái show diễn truyền hình của anh ta nha các bạn. Anh ta cũng đang thay đổi cuộc sống thông qua cái nhà hàng Ý của anh ta, nó có tên là 15. Vậy thì đọc tới đây chúng ta xem cái chỗ nào là hợp lý các bạn. Thì cái người thí sinh này chọn là câu A là một sự thay đổi, một cái nhà hàng vì sự thay đổi, internship program. Thì mình cũng chưa có ý tưởng gì hết các bạn, chúng ta bỏ qua hàng lắm, ta sẽ trở lại câu 32 các bạn. Theo cái bài văn á, thì những gì được nói về James Oliver, tức là người ta nói gì về ông James Oliver này. Các bạn xem các bạn. Khúc nãy mình đọc nè các bạn ha, gọi là đầu nữa. Ông là một cái người đầu bếp nổi tiếng các bạn, cái người mà chia sẻ những cái kiến thức, những cái công thức bí mật các bạn về cái việc nấu ăn ha. Thông qua tạp chí, sách nấu ăn và trên truyền hình các bạn. Đó, chúng ta xem các bạn. Anh ta xuất hiện trên TV truyền hình để nói về cuốn ăn của anh ta có đề hợp lý nha các bạn. Câu B là anh ta sử dụng cái nhà hàng của anh ta trong nhiều cuốn sách, cái này sai nha. Câu B là cái bí mật nấu ăn của anh ta đó thì nó được truyền lại từ cha anh ta, cái này sai nha các bạn. Câu D đó là anh ta đã relocate, tức là mình chuyển đó các bạn, chuyển tới nước Ý để mà mở cái nhà hàng, thế là sai nha các bạn. Tại vì cái câu này chúng ta nói 15 started in London, các bạn, nó ở London nhưng mà cái nhà hàng đó là nhà hàng Ý nha các bạn, chứ không phải là nhà hàng ở Ý nha. Câu 33 các bạn. The word hands on. Thì cái từ hands on trong cái đoạn số 3 nó gần nghĩa với cái gì? Ta xem. Đây các bạn. Trong 12 tháng thực ở huấn luyện nha các bạn, những cái đầu bếp là sinh viên đó, thì sẽ học nấu ăn tại trường và get hands-on training at the restaurant, có nghĩa là cái hands-on đấy chúng ta chạm tay vào, có nghĩa là ý nói là chúng ta thực hành các bạn ha, training huấn luyện thực hành ở tại nhà hàng. Vậy thì đây chúng ta chọn cái từ nào là gần nghĩa nhất các bạn. Grammar là chính yếu, complex tức là phức tạp, unclear là không rõ ràng, đi practical là thực tế đó các bạn ha, thực tế đó, các bạn chọn đi là hợp lý. Rồi cái từ dumb ở trong đoạn số 3 đó nó ám chỉ tới cái gì? Chúng ta nhìn cho cái đoạn số 3 các bạn. Thế từ dumb không các bạn? Tức từ dumb nó thay cho một cái danh từ số nhiều đếm được ở phía trên nha các bạn. Vậy chúng ta phải xem cái chỗ nào các bạn. Các bạn đọc cái câu trước đó ha. Những cái sinh viên này đó cũng học làm sao để quản lý tiền bạc và giải quyết những cái người khách hàng khó khăn, khó tính đó các bạn. Difficult customer là những khách hàng khó tính đó. Overall nhìn chung đó thì cái chương trình này nó khuyến khích họ. Vậy chúng ta thấy ở đây đó, nó sẽ có hai danh từ số nhiều đếm được ở phía trên là từ students và từ customer, từ khách hàng. Vậy thì khuyến khích họ tin vào bản thân. Vậy thì họ ở đây là student nha các bạn, chứ không phải là khách hàng nha. Vậy thì cái câu 34 này ha, cho chọn đi là hợp lý nha các bạn, students.
chúng ta nhìn vào câu 35 ha. Câu A các bạn. Cái nhà hàng 15 nó có mục đích là giúp cho những cái người trẻ, những người mà đã có kinh nghiệm làm việc trong nhà bếp. Ta xem cái này có không ạ? Rồi chúng ta xem cái khúc này các bạn ha. Ý tưởng của ông ta đó là tạo ra một cái nhà bếp chuyên nghiệp mà giúp những cái người trẻ nó có một cái sự khởi đầu mới các bạn ha, và trở thành một cái đầu bếp chuyên nghiệp. Vậy thì đó, rồi chúng ta thấy khúc phía sau nữa các bạn ha. Cứ mỗi mùa hè đó, mỗi tháng 9 các bạn, một nhóm là từ 24, một nhóm từ 18 tới 24 tuổi bắt đầu làm việc tại cái nhà hàng này. Và khi mà bắt đầu đó là thường là họ không có not qualified nha các bạn, tức là không có bằng cấp, không có kinh nghiệm gì hết cho cái nhà hàng đó. Bởi vì đây chúng ta thấy rằng là cái chỗ này đó là những người đã có kinh nghiệm là sai nha các bạn ha. Sai là chúng ta không chọn nha các bạn. Cho chúng ta xem các bạn. Có đã có 15 sinh viên làm việc tại cái nhà hàng đó từ khi mà nó mở cửa năm 2022. Chúng ta xem cái chỗ đó đúng không ạ? Rồi các bạn này, cái câu đầu tiên của các bạn cuối cùng các bạn ha. The restaurant name, cái tên của nhà hàng có tên là Fitin, nó đến từ cái số sinh viên mà cái nhà hàng đó có khi nó mở cửa hả các bạn. Tức là khi mở cửa đó có 15 sinh viên, có 15 sinh viên đến. Và do vậy mà cái tên người ta đặt luôn cái tên nhà hàng đó là Fitin. Vậy thì cái câu này đúng ta không chọn nha các bạn. Câu C các bạn. Các sinh viên tại nhà hàng nó được hướng dẫn để phát triển cái công thức nấu ăn của họ. Chúng ta xem khúc nào nói cái đó các bạn. Ta xem. Đây các bạn, cái đoạn số 3 hả các bạn, câu cuối cùng không? Overall không? Nhìn chung đó thì cái chương trình nó khuyến khích họ là tự tin vào chính bản thân và làm cho họ có thể tức là trông ngóng đến, tức là hy vọng trong một cái tương lai đó. Rồi cái chỗ này không đúng các bạn. Tôi xem câu nào nói về mình sai các bạn. Cũng trong cái đó nha các bạn, dòng số 3 ha. Ngoài ra ha, cái việc học những kỹ năng nhà, ngoài cái việc học những kỹ năng nhà bếp đó, họ còn học được cái điều quan trọng sử dụng các cái thực những cái thành phần tươi và làm sao để tạo ra công thức của riêng họ nha các bạn, có ha. Vậy thì cái chỗ này chúng ta thấy rằng là cái chỗ này có ha các bạn. Thì có ở đây chúng ta sẽ không chọn nha các bạn ha. Câu D các bạn. Một số sinh viên đó là đã hoàn thành xong cái chương trình huấn luyện của họ tại cái nhà hàng 15 đó, giờ đây là sở hữu cái nhà hàng. Các bạn xem có không ạ? Mình mới thấy khúc nào đâu đây. Tận cuối nào các bạn ha. Dòng số 2 thì dưới đấm lên. Others are now các bạn. Những người khác giờ đây đó là đang xuất hiện làm, tức là diễn viên chính các bạn, star đó, trong các cái vở diễn truyền hình của họ. Rồi chúng ta xem các bạn. Ở đoạn phía trên nha các bạn, câu phía trên mới nói các bạn. Cái câu dòng số 3 ha các bạn. Some on restaurant nha các bạn. Một số đó thì sở hữu các nhà hàng hoặc là làm việc trong một số các nhà bếp tốt nhất trên toàn thế giới nha các bạn ha. Vậy thì một số là có sở hữu nhà hàng riêng ha. Vậy thì cái chỗ này đúng nha, đúng ta không chọn đâu. Vậy thì câu A là hợp lý. Chúng ta nhìn vô cái phần bài đọc tiếp theo các bạn ha. Thì ở phần này cũng vậy ha. Ta sẽ đọc cái câu hỏi để chúng ta trích xuất cái thông tin từ trong cái bài đọc ha. Rồi các bạn xem câu 36 các bạn. Mình xin lỗi cái đoạn này, cái hồi nãy đó các bạn, là cái ở trên chúng ta chưa có xem làm cái câu 31 ha các bạn. Thì chúng thấy là cái câu 31 này nãy giờ chúng ta đọc chúng ta thấy ha. Vậy thì cái đáp án A là hợp lý ha các bạn ha. Đáp án A là hợp lý ha. Bởi vì nếu các bạn chọn là một cái chương trình thực tập thì không đúng ha các bạn. Câu C là cái sự thay đổi lối sống của con người cũng sai nha các bạn. Một công thức, câu D đó là một cái công thức đặc biệt thì cũng sai nha các bạn. Thì toàn bộ cái bài này đều nói đến là cái nhà hàng này ha các bạn. Tức là cái nhà hàng này nó thay đổi ha các bạn. Nó làm như thế nào các bạn ha? Tức là nó mục đích của nhà hàng đó để làm thay đổi cái cuộc sống của con người bằng cách là họ huấn luyện đó các bạn ha. Họ huấn luyện những cái người mà sinh viên đó mà muốn học cái nghề nấu ăn ha. Thì câu A cái best title nó là tốt nhất. Chúng ta quay trở lại với cái đoạn số 2 các bạn. Rồi các bạn nhìn cái câu 36 các bạn. What is the passage mainly about? Tức là cái đoạn này đó là ý chính nó về cái gì thì nó cũng vậy ha. Các bạn đọc một cái đoạn đầu, nếu mà các bạn thấy có cái ý tưởng gì đó thì chúng ta làm, còn nếu không thì thôi nha các bạn. Ta xem mà, mình xin lỗi cái bài này nó hơi mờ ha. Hầu hết mọi người đó muốn là polite, các bạn, polite tức là lịch sự ha, và cư xử tốt với những người xung quanh, với những người khác xung quanh. Rồi cái việc mà polite đó các bạn, tức là cái việc mà chúng ta lịch sự đó, nó liên quan tới là cái tính cách, manner là cái cách mà thực hiện. Ở cái cách thức ăn uống và những cái cách thích hợp để mà chúng ta chào và nói chuyện với người khác, và tức là nó đi parallel với nhau, hay là những cái cách mà chúng ta cho và nhận quà các bạn. Cái hành vi mà
cái hành vi mà lịch sự đó các bạn, thì nó có thể là khác từ cái nền văn hóa này tới nền văn hóa kia. Vậy thì chúng ta thấy cái chỗ này đập xong, ta thấy cái chỗ nào các bạn? Cho và nhận quà là không hợp lý không? Không hợp lý các bạn. Tại vì nó đâu có nói đến một, tức là cái đó chỉ là một trong những vấn đề đó thôi. Cái cách ăn uống, tức là cái cách chúng ta ngồi bàn ăn các bạn, trên thế giới cái này sai nha các bạn, không hợp lý không? Cái sự lịch thiệp trong các nền văn hóa khác nhau, cái này hợp lý không các bạn ạ? Cái này hợp lý không các bạn? Rồi cái việc chào và nói chuyện với người khác, cái này là cũng sai nha các bạn, tại vì nó chỉ là một trong những cách thôi. Câu 37 nha các bạn. Theo cái đoạn số 2 đó, thì cái nơi nào trên thế giới mà người ta đó là hold hand, tức là mình ta nắm tay, giữ nắm tay nó nhẹ nhàng các bạn, không có chặt. Các bạn xem khúc nào nói cái đó các bạn. In United States mà nắm tay shake hand firmly, nắm tay chặt ha. Rồi các bạn thấy không? In some Middle Eastern này các bạn ha. Tức là trong một số quốc gia Trung Đông đó, thì người ta nắm tay nhau một cách nhẹ nhàng các bạn, trong một thời gian dài hơn. Vậy thì chúng ta thấy cái chỗ này chúng ta phải chọn là câu đi là hợp lý không các bạn ha. Câu số 8 các bạn. The word root, root đây là thô lỗ nha các bạn ha. Thô lỗ cần nghĩa với từ gì? Unclear là không rõ ràng, impolite là không lịch sự, careful là cẩn thận, thì các bạn phải chọn là friendly thân thiện rồi, thì các bạn phải chọn B ha. Trần nghĩa các bạn, gần nghĩa nhất mà. Câu 39 các bạn, cũng theo đoạn số 2 đó, thì cái nào không được đề cập như là một cái ví dụ của cái sự khác biệt trong cái việc mà lịch thiệp các bạn, sự lịch thiệp trên toàn thế giới. Rồi mà xem khúc nào có nói các bạn, handshaking. Handshaking là có, qua đoạn số 2 thấy là bắt tay là có, chúng ta không chọn. Personal space là cái khoảng không cá nhân, nó xem các bạn. Đây các bạn, cái dòng số 4 nữa các bạn. Another difference các bạn, một cái sự khác biệt nữa đó chính là cái khoảng không cá nhân các bạn ha. Ở Mỹ đó, ở Bắc Mỹ thì người ta thường là đứng khoảng là một độ dài một cánh tay ha các bạn, xa trong suốt cuộc nói chuyện, tức là không đứng sát các bạn ha. Họ đứng cách nhau khoảng một cái cánh tay. Vậy thì cái chỗ này có không chọn. Facial expression là cái sự diễn tả về khuôn mặt. Thấy có nói không các bạn? Không thấy có nói không các bạn? Nhưng mà cái eye contact này có ha, eye contact ha các bạn. What about eye contact các bạn? In some country you show respect các bạn. Tức là chúng ta cho thấy một cái sự tôn trọng ha, khi mà chúng ta nhìn một ai đó một cách trực tiếp vào mắt ha. Và thì khi mà nói chuyện, chúng ta nói chuyện mà nhìn trực tiếp thì coi người ta cho là tôn trọng, còn không thì là coi như là không tôn trọng người khác. Và thì cái câu này có, chúng ta không chọn. Do vậy câu C chúng ta hợp lý các bạn. Câu 40 các bạn. The word is là sở hữu, là của nó nha các bạn. Trong đoạn số 3 nó muốn nói đến cái gì? Là is để thay cho một cái danh từ số ít đếm được ở phía trên, nhưng mà là sở hữu các bạn. Ta thấy cái chỗ này nè các bạn. Nếu mà chúng ta đã định sống và làm việc, hoặc định sống làm việc hoặc là học hành trong một quốc gia khác, bạn nên học về cái văn hóa của nó. Vậy thì của nó ở đây là của cái country nha các bạn ha. Vậy thì ở đây ta chọn câu C hợp lý không? Vậy thì đó, nhìn chung đó thì mình thấy là nhận thấy là cái đề thi vào lớp 10 của Vĩnh Phúc năm nay đó các bạn, năm 2024 ha, 2025 đó, thì nó tương đối là dễ hơn các bạn ha. Tức là nó không có khóa, nó không có khó lắm, và những cái câu hỏi nó không có tricky, tức là nó không có đánh đố chúng ta. Và nếu như các bạn nào mà vững chút xíu, ví dụ như là cái người thí sinh này, thì các bạn có thể làm đúng 100% một cách dễ dàng. Đó là cái nhận xét của mình về cái đề thi này. Các bạn nghĩ sao về cái đề thi này, các bạn có thể để lại bình luận của các bạn bên dưới. Thanks for watching.